Mà em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh phải tin lời em. Cô ta là con rắn độc, là đồ đàn bà xấu xa, đào mỏ. Đối với người đàn ông nào cô ta cũng làm như vậy hết á. Anh phải tin em chứ. Cô thôi đi. Tôi cấm cô lần nữa nha, không có vu khống bạn gái tôi như vậy. Nè anh trai, anh cư xử phụ nữ kiểu gì vậy? Không phải chuyện của mày. Cút. Không phải chuyện gì, giờ tôi thấy bất bình tôi lên tiếng được không? Tới sẽ có những chuyện hỷ sự. Cái gì hỷ sự? Hỷ sự còn gì nữa? Cái gì hỷ sự? Anh coi đi, anh chuẩn bị tinh thần. Có con rể nha. Thiệt. Tụ lao. Tao. Kìa con kìa. Con gái mà ngồi cười cười nói một mình nhảm nhảm là triệu chứng của tình yêu. Tính ra thì anh cũng đẹp trai thiệt chứ bộ. Mà mình lên hình cũng xinh gái quá trời nè. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Trời ơi, vô nhà, vô nhà. Ôi. Con. Trời ơi, cảm ơn con nhiều lắm nha. Nhờ có con là vị cứu tinh của đời chú mới thoát khỏi con bích ma le đó. Chú, con nói chú nghe, chú phải rút kinh nghiệm chứ. Lần sau con đâu có rảnh đâu mà hả? Xuống này con đi đổ vỏ cho chú vậy hoài được. Mà xuống đây, trời, uống nước đi. Chú bị lần thôi là tởn tới già rồi. Không bao giờ dám tái phạm ở đâu thiệt. Uống nước đi con. Tốn tiền biết bao nhiêu cho cái vụ này của chú đó. Hết 1.500.000 của con. Vị cứu tinh của đời chú. Trời ơi. Sao vậy? Đắng dữ vậy. À, vậy thôi đi. Để hồi chú hai cái khác cho con. Thôi ồn ào quá. Ăn trái cây đi. Anh mời trái cây hả? Con dĩa thôi sao? Anh cũng thấy ấy nay đúng không? Anh cũng thấy trong chuyện này, ông thấy ấy nay đúng không? Trong chuyện này anh cũng có lỗi mà. Lỗi khi khô. Trời, anh cũng phải nhận lỗi của anh chứ. Ủa thằng kia tránh ra tao coi coi. Không, không ra coi. Ủa xin lỗi ta. Ui cha game hay thiệt. Hay quá mà chị Thảo ơi. Chị mà không cứu kịp thì đâu còn gọi là ông chú nữa. Đổi là ông bố bỉm sữa. Im, im. Con nín liền nha. Bây giờ không còn bố bỉm sữa nữa. Dẹp. Chú là trai tân nha. Trai ngon nha. Chú coi tivi với bà. Ê nó nghe nè con. Con chú bay đó là tại vì chưa gặp đối tượng đúng. Cái gặp đối tượng đúng là yêu rồi si ha. Lúc đó được săn sóc người ta, đó là một hạnh phúc quá. Nhiều khi mà lỡ mà làm thiệt cả ngày nào cũng đèn con đã thay tả không biết thời gian bao chơi game. Thấy không? Anh nè, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh phải tin lời em. Cô ta là con rắn độc, là đồ đàn bà xấu xa, đào mỏ. Đối với người đàn ông nào cô ta cũng làm như vậy hết á. Anh phải tin em chứ. Cô thôi đi. Tôi cấm cô lần nữa nha, không có vu khống bạn gái tôi như vậy. Nè anh trai, anh cư xử phụ nữ kiểu gì vậy? Không phải chuyện của mày. Cút. Không phải chuyện gì, giờ tôi thấy bất bình tôi lên tiếng được không? Em thấy là trong căn nhà này những chuyện buồn đã đi qua xa lắm rồi. Nhà mình sắp tới sẽ có những chuyện hỷ sự. Cái gì hỷ sự? Hỷ sự còn gì nữa? Cái gì hỷ sự? Anh coi đi, anh chuẩn bị tinh thần. Có con rể nha. Thiệt. Tụ lao. Tao. Kìa con kìa. Con gái mà ngồi cười cười nói một mình nhảm nhảm là triệu chứng của tình yêu. Mệt mẹ ơi. Thôi để tao coi truyền hình. Nhổ xong kiếm hợp bích. Làm không lo làm mà ở đó xong kiếm hợp bích. Con muốn nghỉ hưu sớm không hả cô chướng? Dạ, em xin lỗi sếp. Em làm việc liền nè sếp ơi. Ê, chú, cha đẹp nào vậy? Chris, đừng có hỏi. Coi nữa đi. Chris, làm gì? Coi nữa đi. Mình gì thôi đi. Làm không lo làm mà ở đó xong kiếm hợp bích. Con muốn nghỉ hưu sớm không hả cô chướng? Mày cái mặt của mày nha, mê trai mà quên lời sếp luôn. Cái mặt hai cái chữ mê trai nó hiện lên mặt mày rồi kìa. Thôi, mày á suốt ngày chọc tao à. Chọc tí là em dữ vậy? Nè, đau vậy mày? Con gái con lứa gì đâu mà bạo lực. Đau gì? Nhẹ hiều gì mà đau gì? Ê, nhưng mà nói nghe nè. Coi anh đẹp trai nè. Đâu, coi anh đẹp trai nào mà khiến mày mấy bữa rày cày view dữ. Cái anh mà cái nếp đánh nhau với mày đó. Ê, hôm bữa ảnh đi tìm mày rồi mày đi tìm ảnh á, rồi có gặp nhau không?
À, thì cũng có gặp nhau mấy lần, nhưng mà tao thấy anh đó cũng bình thường mà, cũng đâu có đẹp trai gì lắm đâu. Ôi, nhìn kìa, cười tủm tỉm tủm tỉm. Sao, thích người ta rồi đúng không? Con này mày vô duyên vô dụng. Nè, gì? Không thích thì thôi, làm gì mà đánh người ta đau vậy? Đánh gì? Tao nói với mày nha, mày đừng có chọc tao gán ghét tầm bậy tầm bạ. Một lần nữa là hả tao đánh mày thiệt luôn á. Mày bớt 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 bạo lực lại đi. Nữ tính vô. Dạ. Không nói chuyện với mày nữa. Con bánh bèo chướng đời. Tính ra thì anh cũng đẹp trai thiệt chứ bộ, mà mình lên hình cũng xinh gái quá trời nè. Không lo làm ở đó mà lo ngắm trai. Con muốn về hưu sớm không hả cô Thảo? Tao tưởng con mình tao giả được giọng của sếp chứ. Tính ra giọng sếp đại trà á mày. Mày cũng làm được kìa. Đại trà gì? Có chân trâu không? Thiếu sữa. Sữa gì? Trà sữa chân trâu. Rảnh quá. Ơ chết. Sếp. Ừ, dạ em đang giờ làm việc. Nè, nghe tôi báo đây, có cái tin mới là tối hôm qua hot girl Anna đang livestream bán thuốc giảm cân thì bất tỉnh. Thông tin mật là do cô ta dùng thuốc giảm cân quá liều, hiện đang nằm điều trị ở bệnh viện Tân Tạo. Bệnh viện Tân Tạo hả? Đúng. Sếp, bệnh viện đó là sân nhà của em rồi. Sếp để tin này em đi lấy cho. Sân nhà mà gặp cầu thủ dởm cũng phải chịu thua thôi. Sếp, sếp uống, sếp, sếp uống, uống sếp. Uống nãy giờ rồi. Sếp, để chuyện này em lo cho sếp, bảo đảm sếp có một bài diễn triệu view cho coi. Sếp, sếp để chuyện này em lo cho. Ở bệnh viện đó hả, đường đi, nước bước, sơ đồ, địa hình, tính cách con người ở đâu, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của em hết. Em bảo đảm với sếp là em sẽ làm được. Sếp cho em lấy công chuộc tội nha. Sếp, 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 sếp uống nước sếp. Để em đi nghe sếp. Ờ, thôi được rồi. Cô Thảo đi lấy tin đi. Dạ, cảm ơn sếp. Ừ, em cảm ơn sếp. Em đi liền luôn nha sếp. Dạ, em thương sếp ạ. Xin lỗi nha. Cô vui tính thật. Đã nói rồi, gặp bác sĩ là vui à. Tôi đòi lại nhé. Ừ. Giỡn ban ngày ban mặt mà dám giỡn trò đùa với người khác như vậy. Mình không thể nào để yên như vậy được. Ủa, anh Tùng. Ủa Thảo. Ờ, chào anh. Anh có bệnh hả? Ờ, không. Ủa, anh Tùng, hồi nãy tôi đứng ở ngoài tôi thấy cái tay của anh bị bệnh nhân cắn có sao không vậy? Không có sao đâu, vết thương ngoài da thôi à. Bác sĩ, cái nhiệt kế này nó nhột quá à. Lấy ra giùm em cho bác sĩ. Trời ơi, đang đo nhiệt kế hả? Nghe này nha, lúc mà đo nhiệt độ là cô phải nằm yên. Chứ mà không hả, cái nhiệt kế nó mà đớt ra một cái nó bể. Hít chung thủy ngân là chết. Tốt nhất là nên nằm yên hợp tác với bác sĩ đi. Đừng nói nữa. Thảo nói đúng rồi đó. À, mẹ em tới đây có chuyện gì vậy? Nè, anh coi giúp em với. Có thấy cái người này không? Cổ tên là Anna. Để coi tâm trạng của tôi đi. Nhìn mặt còn không biết nữa, khó ưa. Không ngờ vô bệnh viện lại hốt được một cực phẩm. Trời ơi, nhà này muốn bắt về nhà nuôi liền. Chắc người ta chịu để cô đem về nuôi. Ủa, mắc cười quá à. Gọt táo mà làm như là bầm cá bầm thịt vậy. Để tôi lên kiểm tra nha. Gọt đó là tôi cũng gọt xong rồi. Bây giờ chịu phỏng vấn được chưa cô hai? Bác sĩ! Bác sĩ ơi bác sĩ! Bác sĩ ăn em không? Ăn trái cây em gọt không? Cảm ơn cô, tôi không có thói quen ăn trong giờ làm. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi cho em vui. Em vui mới mau hết bệnh. Không phải là nhiệm vụ của bác sĩ là làm cho bệnh nhân mau hết bệnh sao? Thôi tôi có việc rồi. Chào cô. Bác sĩ đi đâu vậy? Em đi theo vô. Nè, tôi gọt táo xong rồi. Bây giờ phỏng vấn được chưa cô hai?
Tự nhiên mệt mỏi trong người quá. À, không may giờ mua giùm bạch bánh tráng trộn đi. Ăn bánh tráng trộn có thể là cơ thể nó khỏe ra, xong rồi sẽ phỏng vấn được. Ok, là cô nói đó nha. Bánh tráng trộn ok, ok. Đây, bánh chén hồ con rùa ở Bà Gánh đông nhất. Bây giờ ăn rồi phỏng vấn được chưa? Hôi quá, không chịu nổi cái mùi này luôn. Không ăn được, mệt mỏi quá. Nghe mùi mệt mỏi quá. Nè cô hai, gọt táo tôi cũng gọt rồi, mua bánh tráng cho cô tôi cũng mua rồi. Bây giờ cô còn muốn làm cái gì nữa để cho tôi phỏng vấn cô đây? Muốn uống trà sữa. Mua trà sữa đi. Trà sữa có đường quan trọng á, tăng lượng đường, cái thông minh ra, phỏng vấn được. 50% đường, 50% đá. Đường nhiều hơn, đường ít hơn, mệt lắm. 50% đường, 50% đá. Ok ok. Ok ok. Là cô nói đó nha. Ok. Ok. Đi cẩn thận nha. Nè, cô hai, trà sữa của cô nè, uống đi rồi tôi phỏng vấn. Đau tay quá, không có ghim, không có vô được luôn á. Ôi. Nhạt như nước ốc vậy á. Vậy sao mà trà sữa mà nhạt dẻo vậy, sao mà uống? Mua lại ly khác đi. Tăng lượng đường gấp đôi, phải ngọt ngào thì là ngọt ngào mới uống được. Siêu ngọt. Trà sữa ngọt ngào siêu ngọt. Ủa vậy chứ sao hồi nãy ai nói là uống giảm cân, không uống ngọt quá? Tôi là bệnh nhân, tôi muốn nói gì tôi nói. Ok. Ok. Đây là trà sữa siêu ngọt, ngọt ngào, ngọt đến tận cổ, ngọt đến bị tiểu đường luôn. Mời cô. Bao tay đúng không? Uống đi rồi phỏng vấn. Ok. Không có phỏng vấn gì hết đó.